có cuộn cung lại chưa? Chai gai nè, nãy giờ chờ không nè. Cái ghe chợ đất nhìn đã. Đó. Ở đâu vậy? Ở đâu? Đây. Lên Đồng Tháp chuyến này mua được hai cái nôm quá dữ rồi. Mà cái này mình xài rồi về mất làm lại. Dây chuyền nó nhỏ quá. Nhỏ quá. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Em chào mọi người. Chào mọi người. Đây nữa nè, chị Kim Cương. Chào cả nhà. Đây mình lấy anh Bình kéo nè. Gia đình mình lên nhà anh Vũ ngày hôm qua giấc tối cả nhà. Giờ ăn uống rồi sáng đi chợ mua nôm rồi xong hết rồi. Giờ bắt đầu tới chương trình là mình đi săn bắt mùa nước nổi ở trên Đồng Tháp. Trước tiên là mình kêu côn. Rồi gia đình mình ra ngoài đi rồi sắp xếp. Ở bên cái ao đợt rồi mấy anh em mình bắt cá thì đợt này anh Vũ lắp lại khúc rồi. Còn trường khúc lại nuôi cá. Nghĩ với cụ men bữa nay đi theo chơi luôn. Chú tua bơi xuồng ra. Kéo qua kéo cái xuồng tiếp chú tua kìa. Ừ, cá nuôi đó con, đội nón lên, nhí đội nón lên con. Vô lấy nón đội lên. Hy vọng bữa nay mấy anh em mình lên trên đây săn bắt thành công. Ngã trên đây tới chiều ngày mai mình mới về. Hôm đi lên mắc mưa quá chừng luôn cả nhà. Kéo cái xuồng tiếp chú tô cái anh Liệu ơi. Hả? Mình đâu có xuống đem ấy được sao nó bầu. Sao? Nước sâu dữ lắm luôn. Kìa người ta chống xuồng. Nam trên xuồng á cưng ơi. Xuồng nhóc luôn. Rồi đò ơi. Rồi đò ơi. Săn bắt mùa nước nổi bò tỏi rồi. Muốn ngập luôn. Cái đó chở gì anh Vũ? Ủa được không? Cái giò anh lội được không? Cái giò anh lội được không? Bình thường đâu có sao đâu. Sổ kia Nam với dí cái bê đi. Để sổ lại đi rồi. Giờ chú tôi trả đi kìa. Này chú tôi đi theo nữa ha chú tôi. Theo luôn. À, mình kéo hơi xui xui mặt trời á, Thánh Liệu lại sắp xếp đi Thánh Liệu. Ôi lỗi chứ quay đi vậy? Em lỗi á, lỗi mới quay kịp. Anh hai chắc chạy đi ấy rồi. Cá mình có mình giục lên xuồng là ok nè. Đừng nào nhảy. Cá lóc thì bỏ vô túi. Không biết dính không. Đừng nói trước, đừng nói trước. Cứ từ từ. Đi gì từ 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 tới. Liệu ơi, cái nôm cái dây yếu lắm nha, mình nôm cho nó ngay á, đằng nữa về có gì nữa mình sửa lại ha. Rồi mình bơi xuồng về dài theo luôn chú tôi ơi. Kéo xuôi mặt trời á, rồi kéo tới kéo lui vậy đó, bắt miếng này trước anh Vũ. Cái giò anh lội được không nha? Lội thì nữa mà sợ cái quần. Anh ba đừng đi cặp sau nha, ra chú không thấy đâu. Ai kéo nè để cho liệu em Nam lội luôn hả? Lội lại. Được không? Trên xuống thể kỹ lắm. Có sao đâu cưng. Cái đó bà gì anh Vũ? Bà đó. Nè kéo lần này đi anh Vũ. Nè để qua đi, để qua đập đi. Đập lên
Vô nè. 2 3 vô vô. Nước này cái nôm này bắt cỡ phản á liệu. Ở Sóc Trăng mình không có cái nôm bự gì đâu nghe. Đi gần gần lên đó bồ tỏi. Anh ba lội bên viền bên đó đó anh ba. Đi tới luôn anh Vũ ơi. Được không được thì lên xuồng anh Vũ. Chúa một cái hực một cái coi. Gần lên bồ tỏi để nhòm không kịp á. Thấy cái này thấy ghê là chín mệt chứ cả. Thấy này yêu quá, chưa đến năm. Có cá nó chuối là dính liền à. Mẹ phao luôn hết cỡ. Thấy chuối gì chân vậy? Đất luôn rồi. Ừ. Miếng đất trong ẩm đây là cháu lứa cá dữ lắm luôn. Cái con đó nó khổ cái mẹ. Được anh Vũ. Con được anh Vũ rồi. Miếng đất trong cái mẹ. Nha. Mới vô thấy là dính rồi. Chưa thấy con nào chuối chân vậy? Buồn nghe. Ê cái thẳng thôi. Nước này dư. Dư chuối mà tại không thấy chuối nè. Hay là kéo chậm quá nó không chuối. Được rồi, ở đâu đi từ từ rồi, đủ một túi rồi. Tại mình đi chậm đi lẹ vậy. Đó, quá trời ơi. Anh Vũ ơi, từ từ, từ từ. Đây nè, 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 bên đây nè. Chút nữa, chút nữa, chút nữa. Thêm lên nữa đi. Chắc không ngay quá. Dính này nè. Gì anh Vũ? Cà phê. Coi cái bọt nó cuối lên á. Gì anh Vũ? Cà phê. Cà phê. Ở ngoài thôi. Nó ở ngoài. Hay quá anh Vũ. Anh Vũ ơi. Lấy uy tín. Em mệt. Đi hơi gặn chút á. Có cá chứ không ai không có đâu nha. Vô. Bỏ đại vô xuồng đi. Coi cái tim cuối cùng nó lên á. Ừ. Chính xác. Nhưng mà mình phải gần á. Không gần bắt không dính. Đẩy nó má. 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 Đẩy thấy bựng lên chú nữa giờ nè phút nào có là nó có bây giờ kéo biết sao không chuối
Đợi cái tim cuối cùng nó lên á Liễu ơi. Lại gỡ ra muốn gỡ lên hai bà tỏi lẹ bà tỏi ơi lại kịp tìm lên đấy kịp gì nhìn ở đây cũng thấy gì tôi bỏ giò tôi đi bằng hai cái tay luôn bỏ giò đi bằng hai tay thôi nhưng mà bỏ hai tay đi lại hai cái giò nước là đúng bài mập rồi. Ồ chú đang à. Chú đây nữa nè mà hồi xa không thấy mà Phan hết Liệu ơi ngược mặt trời không thấy dính nào thấy không nó xa quá mình không thấy mình lội xa côn là không thấy đâu dạ anh Dũng cái cá phi ở đây nó tròn vo ha có vậy mình cũng có thành quả rồi đó nha lội sát côn mới thấy tại vì nước sâu á nó lên không thấy á ai kéo cho Thánh Liệu bắt nè bà lại kéo rồi vô vô mé luôn đi vô bà vô mé anh Liệu ơi em kéo mà được rồi mà em kéo nó đi hơi lẹ lẹ một chút á biết được chụp hình với mấy cá thì sao gỡ gỡ ra muốn kìa trời tao đang bắt cá chê mà há dính không chạy luôn còn nữa nói thiệt chứ trời tao đang bắt cá chê mà quả chạy cái chia này rồi chưa đâu nghe bắt đầu vô hấp dẫn rồi đó nghe kéo vô mé đi ra hả kệ nó đi Hánh Liệu ơi bỏ nó đi mình đi nè Hánh Liệu cầm cái nôm đi Hánh Liệu bắt nè phải gặn gì nè bồ tổ nó lên mình mới bắt được nó đi hơi xiết xiết một chút á anh Bình sát vô chân bào đó luôn anh Bình nó có dựa dựa nó chuối à anh Ba đứng lên đứng đi ba cho anh Bình bọc qua luôn sát nó làm rồng ràng rồng ràng ba đứng đó đi cho anh Bình bọc qua luôn anh Ba Hánh Liệu gần tới Hánh Liệu nó lên màu màu nước sâu quá đó đó mấy bộ tội còn ba bung ra chút xíu ba nghe đâu nghe đó đó không thấy lên liền có đen mới được nha Hánh Liệu hả mà từ từ đợi cái đi nhỏ xíu mà cái phi nhỏ xíu mà bắt đi dở lên ra hả nó ra theo đây nè 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 từ 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 có cái tim nào mặn nè đó 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 chạch rồi Hánh Liệu ơi trở về anh đây rồi không 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 bẩm miệng bẩm miệng ngày đó luôn á cái tay đầy luôn mà từ từ cái tay đầy ấy luôn mà cái tay em đầy luôn á vô không coi chạy kìa cục cái ôm kìa cái giỏ vô nôm chưa vô cá quen cái giỏ vậy cái lóc cá quen mà ô có dính là được rồi để trong kia đi nam phải chụp quay ha dạ nó nhảy đi hơi xíu xíu chút á không phải cái đó cái sao à bộ tổ bên đó bên ai đó thấy nghe anh Bình gần gần vô chút anh Bình ơi lóc mới tính nha nó lên một cái hực cái gì đó mới bự chú một cái một dùng rồi coi cho nó đã rồi cái gà muống
Phải không Thánh Liệu? Hả? Cái Linh hả? Cái cao bộ luôn. Bắt luôn. Có thành quả. Hay quá anh Liệu ơi. Con cá gô còn không chạy khỏi tay Thánh Liệu nữa mà. Nước sâu quá hơi khó dòm ha. Mà người ta bắt còn sâu hơn mình nữa đó. Sâu như kinh đó. Ừ. Đi từ từ. Phải không Thánh Liệu? Có cái gô. Không. Hay quá Thánh Liệu ơi, mời một cái chất quốc luôn. Hai con hả? Đừng đẩy nó, đừng đẩy nó. Có không? Nào, nào, không được. Hai con. Con này con kia. Con này chú cái hợp cái quay nó đã. Từ anh Vũ ơi. Rồi cái gô chạy luôn. Rồi cái gô ra được chạy. Dạ. Ừ. Ra nó lỏ rồi. Ê, nó lên tim ngọt quá à. Cá nhỏ từ từ mới có cá bự. Có không Liệu? Làm từng luôn rồi. Đi đi đi. Nó ở có miếng á, nhà miếng ở nhiều lắm. Có con có cuộn cục lại chưa? Chơi gai nè, nãy giờ chờ không nè. Cái ghe chở đất nhìn đã. Đó. Giờ là anh em chuyển hướng cả nha. Nước mênh mông quá kéo không ngay nó mệt quá. Lội hồn cũng chết luôn. Giờ mình chuyển hướng mình đi săn bắt. Bỏ lên xuồng đi Thánh Liệu ơi. Bỏ nôm lên xuồng luôn em ơi. Giờ mình qua mình săn bắt. Dự định là nó có chuối mà anh em đi quá trời xa luôn đó nha. Đi lúc ngàn chổng đi vòng vòng ra ngoài này cũng không chuối. Làm như nó còn mênh mông quá nó không chuối. Hay là cái côn mình nhỏ quá nó không chuối cũng không chừng. Lúc đi nhỏ nhỏ dò anh hai.
này em thất bại cái là em định cái giàn côn là có thể bắt được cá, chứ không thôi em đem cái giàn câu lên là anh bảo đảm cái này giàn câu là không khoảng. Cái giàn câu á rồi bao chịu quánh á. Một lưỡi con lưỡi con. Bảo đảm cái này không khoảng. Lên ba đâu. Hồi xưa anh là giàn câu mà. Vậy là lên đây được thêm một người biết văn câu nữa hả? Trời ơi. Hỏi chị Cương kìa, hồi ngày xưa nè. Là anh đi làm. Rồi chị ba là đi làm những trong vườn kìa. Rồi xịt chuột. Cầm cái bình thay xịt chuột thì cái lúc khoảng chừng 6 giờ rưỡi bắt đầu kẹp rồi. Kẹp thì chuột nó ra nhát, chặn vàng khoảng chừng 8 giờ là hết. Là hết ra nữa. Nhắc đó bắt đầu phải lấy cái bình đi xịt chị cá. Anh chị là hút sát lên chú bộ. Hồi xưa không. Đi ăn câu là đi ăn câu là 5-600 á. Câu của em cũng 5-600 anh hả? Của men chứ. Anh ra một luồng 10 lữ mà giữ lắm câu luôn. Có không Thánh Liệu tình hình? Mình mong. Ngày xưa lần ăn cá lóc bữa có chục mười mấy ký á. Lóc đồng á. Hai lúa một vụ á. Ôi ngay đó ngay cái lỗ cống hay gì á anh Vũ? Không. Phải không? À, cái này là cái ông bọng lội nguy hiểm. Ở đây trong đó là mấy đồng chí đây nè. Anh Vũ đi trên xuồng đi. Anh ba không tham gia được. Tại cỏ cắt cái giò anh Vũ đau á. Cỏ rồi nó quấn cái là nó quấn nè. Bắt vụ nè. Anh đi bờ biển này nè, dạy cháu. Hai chuẩn không hiểu ơi. Cái này đuôi gì ta? Giống đuôi gắn vậy. Đuôi gắn hả? Nó hơi giống giống. Biết anh ta, để cho biết này á. Có không? Có chừng nó qua đẳng nha bộ tỏi rồi. Vậy, cho nó đứt coi. Đất này sốt quá. Ngói tới luôn. Dính này. Năm mai bên đó bên lại bắt kiếm rồi tôi ơi. Chuột của Đồng Tháp cũng đâu có nhỏ đâu. Anh Vũ ơi. Quá trời chuột này ơi. Dính này hả? Nè. Này mình đem lên còn được mấy con. À vậy là con chuột nó có trái hả? Trái dính á. Hết hồn chuột mập á. Chuột hết hồn. Quá trời chuột á. Đó. Có hàng nó có chua đó. Có mấy chuột. Chắc nó dồn quá cưng. Nó chỗ rồi. Kìa cầm nha. Cầm đúng rồi. Để giờ mấy đồng chí mình có ai ra mắt không hả chưa? Chưa. Cái rụng. Cái rụng miếng dồn. Ai dám móc. Không móc đi có gì đâu. Ô em đi lạ lạ em đây em không dám móc luôn. Tạo chút. Đi lạ lạ không. Đâu anh hai, anh hai dẹt cái lùm xuống anh nè. Để lại xuống. Đi nè. Em mượn lên. Anh ba chuột chạy. Chuột lưới nhỏ. Chạy đâu đó. Đi chiều chiều anh em mình đi đổ cho bác.
không có, nó bơi nổi rồi, nó không chạy ra. Không có, có lưới nó chạy ra còn. Nó mở cuốn rồi đó, nó mở bẻ rồi. Bỏ hả? Không có. Không có gì vậy? Không, mỗi người cái bướm mình vừa bắt cá đó. Mình chụp cái lên chảy nha. Cái con gì bởi đất cho mình ăn. Cái cây này được rồi, mình nhớ mình có ăn cái gì nè. Không phải, cây này không phải cây trồng. Tôi đi đâu cùng rồi, trái này hoài vậy không thôi. Ừ. Đi chứ. Đó, tắt ngang đó đi. Ai đó, tắt ngang đó đi. Đạp xuống anh hai, đạp xuống. Cùi cái này xuống hết đi. Quá trời tôi nha. Này này nó chứ không được. Ô, hàng quá trời bự bên đây biết sao. Hàng bên này. Nè. Tụng rồi. Tụng. Cháu. Nó có chạy vô bộ bạn mà. À, bác này bà này quên hỏng mà mới chụp nước kéo kéo cây này ra luôn á. Bây giờ nó đi cả nãy nó chạy vô đâu anh Bình? Ê chú 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 chú. Cái đó ở dưới nó mới bò lên đó. Chị Dũng đâu vậy? Ai cầm Dũng vậy? Yeah. Ok. Chuột dằn gánh mà đâu có chấm cái cặc trời. Cái ta tôi đi dành làm gì hết ơi. Từ từ đi nó cũng tới à. Anh hai lấy cái giò lại. Thấy đuôi luôn rồi. Anh hai. Nó dồn mà. Anh hai ơi. Ba giờ. Đuôi kìa. Rồi. Con này nữa. Ê! Dính. Dính chuột luôn rồi. Lẹ bà tỏi tôi nắm con lên cái. Ủa? Con luôn hả? Ừ. Dễ gì ruột từ miệng mèo. Trời ơi. Quá trời ơi. Ôi. Dính nữa kìa, dính vô hang nữa kìa. Thả vô đi. Tôi chừng nó liệu. Nè. Trong hang tôi nè, dạ Dũng ơi. Trời ơi, con chuột đó kìa. Mày bắt cái con này nè. Đẩy vô. Ủa, ấy hả? Vô cái này đủ rồi, nó buông gắn mà chuột cắn cho coi nha. Hết luôn rồi. Còn nữa đó. Kìa đè lại đàng hoàng nó cắn giờ nè. Vô luôn. Là đây. Thì hỏi ta miệng mèo. Mình đây. Dạ. Cái lúc mà vừa gặp chuột cái đầu buông cắn chụp chặt chuột mồi bỏ cắn rồi ha. Dạ. Bỏ vô vỏ lưới đi. Anh Vũ. Còn không? Lưới anh hai. Chụp ta. Nó giòn rồi đó. Nước nó hai bên nó giòn rồi. Ê cái chuột có gãy bảy đầu bạo đi. Trời ơi, thấy ngon rồi. Ủa mình đâu à? Đâu? Em không thấy. Có đâu. Có. Ôi trời cái gì vậy anh hai? Cái gì vậy? Hai thì bốn con rồi. Ừ, ba con à. Sảy bốn sảy con đó. Đâu? Thấy vô đi nè. Con đầu tiên đó. Nè. Nè anh hai, cầm nữa em bơi. Em không có bằng anh đâu, anh bơi cho. Bơi cầm đi. Bơi giò đào. Bơi nào hối. Bơi ra. Có hang lại vô nhóc đó. Bằng nha cái đầu đó. Cái bờ nha cái chạy đó xem có hang nè. Ờ chấm cái cả kìa. Coi hang có thì bờ bên bờ tỏi luôn ha. Tại chú tua ở đây là biết bờ nào có chuột mà không có cho hả? Ở nào? Bờ tỏi. Cái đáp này là đáp cho bốn mà chú tua lậu chết không? Có hang không? Kéo thả ra đi có chuột. Lấy dũng ơi. Lấy dũng. Anh hai lấy dũng anh hai. Chỗ nào? Hai, đó đi. Mình em bữa nay bắt hàng phụng tương con ơi. Nhĩ với cô mẹ anh vô bài rồi. Chú tù ở này heo chơi. Đuôi nữa xem ơi. Hả? Đuôi nữa. Hai con luôn, đuôi hai luôn.
hai đuôi đó. Đuôi hai là hai đuôi hay là cái gọng rồi. Ném gọng lại, ném gọng lại. Nhịn đuôi lại được. Rồi. Bên ba. Kiện ba cầm ba. Bắt câu em. Trời mệt. Ba bàn bình rượu nữa. Ok, còn nó rút rút vô nữa. Hôm nay coi đó đi. Bữa nay cho mấy phụ nữ uống rượu luôn. Dâu á. Dâu thì cái đó mình bút ra rồi bắt đầu không cần đi được không? Bự không? Cái này có hang là có đó. Ừ, cái hang đó. Có hang là có Nam ơi. Có còn nữa. Kìa nhúc nhích kìa. Hai cứ coi đó đi anh hai. Nhúc nhích kìa. Hai ba đuôi kìa. Lên nó chỗ nãy giờ nó chỗ rồi. Đi dưới đây nha. Đi dưới dòi bò tỏi. Dở dở cho nó anh ba. Đây nè, dưới này nè. Khoan không lo đâu. Cái cây quá bự. Quả rồi. Trời anh Vũ ơi. Quả trời chuột nè. Mình không đâu cái hang đó dột vô á. Đây nè, hang này nè. Mình sẽ là thương gia. Gió lên ông ơi. Nếu mình động động thôi á là bắt đầu nó dột vô. Đắt tức ra rồi. Còn nắng siết dữ vậy ta. Đi vô đó, đi ra đó. Đi đó. Hai con quá trời. Không có đi đâu đó chân á. Hang bên kia kìa. Bự ra cái này được. Bò coi bò hang này ha. Thì cho nó ra luôn đi. Đi ra cho nó ra luôn hả? Anh hai coi đó đi. Đủ thứ rồi anh ơi. Đâu phải hang đó đâu. Kéo này anh ba. Hai ba đuôi luôn. Cũng hồi ra đường đó. Thì sao mới chạy ra rồi đó. Không. Cái còn cái máu. Ô nhốt luôn, ô đuôi kìa. Quá trời đuôi kìa. Đồng luôn đó. Nhóc tôi chổng hết trơn rồi. Bắt con rồi. Cá anh hai, em đợi anh ba. Đó. Chuyện bất đồng luôn rồi đó, chứ không qua đây được rồi. Chơi. Chị đã cốt cốt anh lát nó ra giờ. Ở đó cái tọp em. Ô cái đầu nó kìa. Ê ê ê. Mày chạy ra đi cứng. Ô chuột quá trời bự rồi. Ở chỗ gần ký lô rồi anh Vũ ơi. Ơi. Quá trời bự thiệt luôn. Rồi. Còn không anh Liệu? Còn. Còn. Coi chừng nó nghe nào. Nó bự bự mà không có câu chỉ để sống ra luôn á. Còn. Còn hai con nè. Con ha. Ôi đường đường ngon quá trời đường ngon rồi mà. Ồ đuôi nhóc luôn quá trời đuôi rồi. Không phải anh Nam ơi. Nam móc con kìa. Nam dính rồi. Nam móc con chuột gì kìa. Dính hai con luôn à. Ăn không rồi nãy giờ ba có hai con rồi. Đúng rồi cái đuôi chuột ra luôn rồi. Đây hai con. Dính hai con nữa Nam. Anh bà dính con. Đặt ra sát vô không à. Anh thấy tiếp ơi. Nè. Cấp nào. Đi nè. Đi nè. Coi cái lỗ đó. Ây du. Hai con luôn nè. Có hai con luôn nè. Thôi chừng con nữa. Sáu con. Ôi đem chuột nó lên làm gì mình lại bắt tiếng. Anh Vũ. Hình như ta thấy trống rồi. Anh Vũ ơi. Nuôi chuột ở đây mà không kêu lên bắt. Thấy rồi, trống rỗng rồi. Chặt tới luôn đi. Kiếm chuột tông đi chứ. Thì mình bắt dài tới luôn. Ta giặt con hàng có. Ví dụ kiến quá trời kiến. Bắt gặp luôn chứ. Đó đó đó, 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 dính rồi đó, dính rồi đó. Chưa chắc. Dính rồi cưng ơi. Đây con nữa nè. Cái đậu nó đâu. Đây con nữa nè. Chị anh. Gì hoài trời. Chuột lứa. Rồi. Rồi, rồi, chuột đâu rồi. Chuột đây nè. Con nữa nè. Đây rồi, cái Liệu ơi. Đây. Ai giặt ra tới đứt khốt ấy đi, đuổi ba đuổi lại, bắt luôn. Chú thua lên tiếp rồi. Xin xong rồi. Giặt dài tới luôn đi, cái nào có hang lên bắt giống hồi nãy nữa đó. Coi 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 ở giữa nha.
lại nó cũng cỏ luôn mà. Chỗ cái phóng xong ha. Chạy dài. Tự té anh hả? Chạy từ đó là xuống với tôi á. Chạy cho đứt chân mình mới thấy cái hang á. Bỏ quá chạy dài. Hang này quá trời rồi. Hang kìa, anh liệu qua coi cái hang. Bự dữ không anh ba? Kệ đi được con đó thả vô đi nè. Phải mà. Con đã bít rồi đó. Cùng đó. Tới luôn. Vũ ơi. Ai vô chính giữa rồi? Anh Vũ hả? Quân nhận người sao đó đi. Em ngồi chơi, em là chắc cú hơn. Cái này nè nè. Chắc cú hơn nè. Hàng nữa nè. Có hắn nè, thấy liệu không? Liệu không? Nè, dùng gắn gì thấy liệu? Hắn gắn gì nè. Tới luôn đó nè. Có không anh bà? Cái này nó dồn lên trên bờ hết trơn à. Có nhiều là ở trên bờ này hết. Bữa nay cái bờ vô hang em nè. Bữa nay cái bờ này hao dữ lắm rồi. Ê lột da gắn nha, thích liệu ơi. Thích liệu. Nè, còn mới. Đào đi. Da gắn bự không nè? Bự. Đào đi. Nè mà thánh liệu coi chứ không được. Lột da nè. Gít kìa. Kìa, cái lọc giá nó bự, bự cho bá luôn. Anh ba đào cũng ba đào không chắc cố à. Nhìn không thấy cái gì hết. Trời ơi, chút nữa đạp anh Vũ luôn rồi. Anh Vũ sao kìa. Anh Vũ chích. Gì gai nè. Cây gì đó. Ngô Bà Dương. Ngô Bà Dương. Ngô Bà Dương. Ngô trời nè. Có đó nha. Người ta đó chú tôi à. Có ít là vàng đào. Vô. Kẹp. Có không có, nếu có hàng là vô hết á. À bà con chạy đồn đồn đây á. Ây da. À. Đây chuột còn dữ hơn mình. Dính không? Hết hồn rồi. Hết hồn sao dính được? Vụt nó bay lên. Lạng ơi. Chạy chạy quá không chạy trời em. Coi chừng nó lại cưng giờ. Nè. Đó, nó cót luôn á. Ăn là vô đó. Dạch cho hết đi hay nào luôn. Ôi mềm mềm. Bài. Hèn chỉ động đổ có con gì giữ thần có mềm mềm. Bài. Thằng đó có đó tầm bà. Gặp nữa đó. Khoan đi anh ba để đi. Thằng hồi nó ra hết luôn. Bà mẹ. Nếu. Cái gì anh hả? Anh gắn nè. Thấy rồi. Gì đây có bị biết á. Có bị biết nó đổ. Nó có trong nha. Ồ, ngết. Nó máu nhóc luôn nội ơi. Dữ lắm, bà đều mà đặt cái món. Dạch tới luôn à, được. Giống hối con mạnh mạnh không? Ôi cái lọng kìa, cái lọng kìa. Nó dụng rồi mà tôi. Tối. Rồi, lấy lụm. Cái lò xo nè, nó sức rồi nè, ai làm lại cái nè. Để cây kẹp kẹp nha.
nó xức cái lò xo ra. Có hai đi chọi anh ba nữa kìa. Cháy nè. Cho nó chạy đi. Đúng. Tính chuột hả chú tua? Quay quà nãy giờ, giờ tính không chuột được. Đúng quá. Quà đó là. Lấy cái lồng để dưới đi rồi. Thấy kêu nè anh Liệu ơi. Hả? Dính hả? Cái tua dính còn. Là chắc là không đủ mấy cái máu này ha. Chính này là ăn chuột thiệt rồi. Đúng quá. Đúng quá, chuột quá. Anh Vũ nãy giờ mắc cười chú tua bao nhiêu. Hết. Hết chưa? Hết rồi. Thì đó là so luôn mai. Có hai trên nữa. Không liệu. Hai trên bỏng rồi. Lâu lâu nhiều khi cái xúc chuyện mà nói cái chúng cái tâm lý mắc cười hoài anh Vũ. Như đạt Nam kể vụ Tề Thiên kêu Tâm Tạng gỡ lá bùa. Em nghe mắc cười cũng xỉu luôn. Sư phụ, con nói chơi mà sư phụ chơi thiệt hả sư phụ? Sư phụ gỡ lá bùa bằng bằng trái bơm á. Ừ. Phá cái núi này cũng mày ra. Rồi dính. Dính như mối hả? Ép. Ép. Hàng này dám còn lắm á Liệu ơi. Còn hả? Không đang còn. Còn cho nó dính vô đi. Ép. Còn hàng này khô. Có nước mà ít. Cái dũng này đợt rồi mấy anh em lên lên săn bắt. Cái bờ này anh là bắt nguyên một ngày nay chưa hết. Không, mình bắt đủ ăn mình nghỉ anh Vũ. Rồi đây ha. Chiều mình bắt nữa. Đây quánh dọc rồi đó, đây ra tới Hòa Lậu, bắt đầu từ Hòa Lậu quánh ngược trở lại hồi nãy. Là đi cái bờ biên á. Cái bờ giữa gặp cho nè. Cái dồn bên bờ hết. Cái dồn đây hết rồi. Phải không Liệu? Chưa. Hạt xuống nước. Sao chút xử hay là chiều xử? Xử luôn rồi chiều mà bắt cái khác. Trời ơi mấy cái nẻ nẻ hoài, không biết mắc cỡ hay gì trời. Hàng chục nó mẻ trước đi. Chiều cũng sao. Ừ. Cái này tới chiều nó nước miếng nó chảy ốm mấy ký. Những hồ hành con. Thấy đuôi chưa? Nó nhúc nhích nước. Hay là ở ngoài kinh nhúc nhích. Hả? Rồi. Làm nhanh vô. Dính ao luôn rồi. Dính đâu mà dính. Bay cái chéo một cái rồi. Nhỏ hả? Ừ. Nước. Đường nào vậy ta? Bên trên đó. Ở đây rồi. Nãy giờ anh đứng đó mà thấy thằng đi nó xà đất quá trời. Nó xà hết. Ra ngoài để cái lặn nó đã đi. Ra hết. Đó, nó quay quay vô tới, quay vô đó mà tới. Quay vô đó, rồi quay vô cục này. Quay vô đây rồi. Nói cho anh xin về. Quay cái cục này nè. Đó nè, nè. Chưa. Ngay đó đó còn ngay cưng á. Lên chưa? Lên rồi. Nhúc nhích nó mới qua cưng rồi. Chỗ này giờ dài. Coi chừng gai nghe cưng. Lặn ra nó biết mà nó trống đâu lặn ra chi. Đi ra là ngoái đầu lại hả? Lùng đó đi nè. Chưa chung đó rồi. Không, nó ngay đó đó. Ừ, ngay đó đó. Nó lên ngồi. Bự, thấy nhỏ. Nó phóng một cái thấy cũng trọng á. Rồi mắc luôn.
lên trước năm. Mùa nước nổi về cái gì cũng nhiều hết ha anh Vũ. Mà đây có con cá điên điển không có. Đúng rồi. Cái chỗ nó có bụi đằng đằng á. Cái vùng nào mình mới có điên điển anh Vũ? Qua bên thấp 10. Thấp 10 hả? Mà như giờ đa số người ta trồng rồi. Rồi. Cái quan giả không còn thiên nhiên nữa ha. Mấy anh em qua bắt cái lụm này nó vô chế biến nấu ăn. Nghỉ ngơi chút chắc buổi chiều rồi. Tạo điều kiện đi săn bắt nữa cái nha. Cái cột này thấy không ok. Rộng quá. À. Cái này thấy rộng quá bồ tỏi. Ừ. Rộng. Cái này nhúng cơm mẻ hả? Ô chết. Không có cơm mẻ rồi. Cơm mẻ là chi ba lo được. Được không? Được. Đâu đâu phe rau muống anh Vũ. Rau muống mùa nước nổi cả nhà. Nãy giờ đây thật quả của bà Vũ. Từ từ nha. Quá trời anh Trang ơi. Rau muống mùa nước nổi. Ở nhà có này có gì chiều đi á, chiều mình quýnh nữa, mình ăn cơm rồi chút sạc điện thoại đầy là mình đi nữa. Đấy, bình gì là được nè, quá chừng luôn chứ gì là giờ sống rồi nè, ra chân này hết trơn, nhưng mà cái này chưa đã bên kia kìa. Nãy giờ chú tua không có tiết lộ bí mật cả nhà, chú tua nói ở ngoài khơi không có cá lóc. Không có cá lóc đẹp, trong này mới có rồi. Đấy, có nãy mình còn có một. Hàng chi kéo cũng chết luôn. Rồi, cứ bao nhiêu nè. Nè, cầm đấy. Đưa 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 em anh ha. Thành quả kéo côn bữa nay được bao nhiêu. Không, con rắn thì mình bắt hồi nãy đó. Con rắn này cái đầu bự quá. Nè anh ba. Để đại nó đi chú. Chiều anh quýnh chặn nữa ơi. Này phải đem câu luộc mình lên im quá anh ba. Có khi nào mình về dưới này mình lên lại không? Hả? Không có, mời mình về rồi. Mốt mình lên. Hả? Lên lại luôn á, thiệt. À, mình thiếu đồ nghề mình không có săn bắt được nè. Bắt chuột thì đào thì dễ rồi, còn bắt cá khó nè. Chuột á thì của mình đem lên còn được 4-5 con chứ mình bắt được mới nữa. Giờ mấy anh em sửa soạn mình chế biến ăn uống rồi mình tính tiếp nữa cả nhà. Trắng cái đó uống đồ mà không thay nói với cái bếp rồi. Chuột nhiều quá chị chừa lại ít ăn chiều nấu cơm mẻ. Chắc nước cái thao gắn ấy là thao chuột. Ủa vậy là mình gắn hầm đu đủ hả? Ừ. Gắn hầm đu đủ. Rồi cái này. Cái này chị. Chị xào lá cách. Xào lá cách. Chị xào cái đó nghe em nấu gắn nè. Ủa hồi nãy ai đào dính cái cục thịt heo nữa vậy trời? Cục thịt heo đó chị để em tủ mấy bữa nay. Vậy tưởng thánh liệu đào dính cục thịt heo. Hả? Thánh liệu đào dính cục thịt heo luôn dữ trời. Cho miếng tỏi chứ đi chị. Ủa bắt nước sôi, cái ấm nước nó sôi rồi kìa. Sôi từ nước thật em. Nó đang sôi thôi, ủa nó đang sôi thôi chứ nó chưa có sôi. Em đâu biết, em nghe hù hù em sợ quá. Cái này nè, hù cái này nè. Hả? Hù cái này nè. Đâu?
đặt cho cái tỏi trước đi thì ăn cho nó ăn nửa đi nhiều nhiều đi. Ai làm đặt nha. Đợi cho ngủ vô đây đi vậy. Bữa chiều nay mình bắt gì nữa ta? Nghe nhưng mà nghe nhỏ không ai không nghe. Ai nói cho anh Vũ không có gắn nước đâu, chỉ nhóc. Tại mình đi chưa gặp thôi, đúng không? Đúng rồi. Ủa nào đâu chị đưa? Rồi còn gắn. Bữa nay Dragoman đăng ký là ăn mấy con cà phê kéo cồn đó với cá gồ. Gồ là cho em. Có hai con. Có. Có. Có hồ quay. Trời ơi. Em ra em thấy nước giò em rung hết trơn anh Vũ. Thiệt. Em nói là bữa nay là cá lóc bắt không hết rồi chắc rồi đó. Sáng em với nó liệu ra là trời không. Hồi nãy là chuột sao nó cắt em bầm sao nó cắt ra. Không có bầm hết cái miếng xào mà. Nói chuyến này vô rồi không à. Mà chắc không có cá anh Vũ ơi. Nếu có cá nó phải chuối thôi chứ đường nào nó không chuối. Mà chắc mày cho lẹ đi, bầm lâu. Nó đã. Tụi em chiều tụi em chiến à. Thì bắt xong anh ba về tới rồi. Ở nhà mà có tiếp vụ xe bây giờ chưa đang nhà cầu. Thì giờ cái khu vốn là ở bản là đang ổn. Chị ơi, cái gắn này mình cho vô được rồi đó chị. Vâng, cứ xào chín đi cho ngày xưa không à. Cái giò nó ngon. Anh có để ý rồi. Đó, lừa 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 lừa. Đu đủ nhìn thấy ngon quá ha. Đủ mỗi vịt nha nè. Ngon. Cái này hình như chiều mới xài. Bổ rau muống ở ngoài. Đây cấp. Chiều nay gia đình mình về đằng nhà lớn của anh Vũ. Trăng bắt là về đắng nấu ăn. Tối ở đằng đẳng luôn. Xe chạy cầu cái luôn rồi. Qua không được. Chuột xào lá cách. Cái gắn đó nó cũng mềm á, mình bỏ đủ đủ luôn nè. Bỏ vô luôn xin ơi. Bỏ vô để nó. Mới sâu lên đợt là bỏ vô hả? Đủ lẻ lắm, đủ xong rồi mình tiếp lại. Đủ đúng hả? Ừ. Vô xin lên. Vô xin lên. Vô xin lên. Nhẹ nhẹ mày, để răng mày. Đủ đủ chặt khúc khúc vậy nè, mới đã nè. Ừ vậy đi. Cơ lên nha chị ơi. Nó gắn quá trình nè. Nè cá kho đó chị. Ôi, đồ gắn này là no luôn rồi đó. Giá mẹ hồi muốn đó, con bếp rồi, con bếp rồi. Có chứ, có chiếc gà đang nấu đó. Lửa lớn lên chút em. Nó không đủ lực nữa, nó xèo quá.
chị nghĩ cục thịt nó nhỏ á, tao mà bự dữ vậy bự mày nhiều dữ vậy, cũng cắt ra nhóc hết trơn á, kho đại chảo luôn nè. Thịt đó cả ký lô mà. 8 ký à. Nào dữ vậy. Quay nồi gắn lại cái nha. Thấy nồi gắn ngon quá. Đu đủ nó ngon. Chị biết mọi người phân cái lông cái nấu gì đó giờ hả? Quá chừng. Chị biết. Buổi trưa nay thì mình ra ngoài cái bè của anh Dũng, ao cá đợi chờ. Đẹp không? Đẹp thiệt. Tinh liễu mà. Quyêu triệu đô. Tại lấy xúc bắt hai cá cha lên xử à. Ôi mới mình ăn cái kia rồi, bạn ăn cá cha nữa hả? Ồ, tại nghe nữa anh Dũng xúc cá cha lên thì cười lên. Dưới này nhiều lắm á bộ tỏi. Lấy rồi. Hả? Đúng rồi. Anh Bình ăn lên nồi cầu dốc lại. Anh Bình, anh Vũ ơi. Chắc phải có vài ly vô anh Bình mới tỉnh nổi. Cầm dưỡng để chiều đi. Không. Giờ này nè, mình lấy cái bia đó mình đậy mấy bắt hai mấy con rồng, 3-4 con rồng được rồi. Cho nó lăn lăn á, mình đâu có đi được. Xe đâu. Đấy. Không đá còn chảnh á. Hồi hôm anh Bình tới hình như 12 giờ nghe bắt ca gao kê lên ca bản giới thiệu là anh Vũ giới thiệu là anh Bình ca bản cây đu đủ. Cây đu đủ. Mà tới ảnh ca thì thành cái cây cây gì á. Không còn nghe được cây đu đủ nữa. Ê ô ổ ôi. Nó nặng quá à, anh Bình. Quanh ơi. Còn còn anh hai thì thuộc quanh ơi mà nghe như là sao? Để nói thôi chết hết rồi. Mà con tan đại trung miệng ổ quá. Quanh đó em cứ tưởng kiếp sau mới tròn viên hương lừa. Không em nghe mà anh hai ca còn cái chữ cuối là la lớn lên không à, còn cái khúc đầu hết nghe. Khúc đầu là dạo theo đàn. Khúc mà đang đi kiếm quanh á. Quanh ơi, giờ này em đang ở nơi đâu? Biết anh đang về với con đi tìm em không hồi là vô. Cái dòng cổ không sập. Thánh Liệu ơi, anh hết nổi rồi. Rồi hôm Thánh Liệu hình như ca cũng không nổi luôn. Ca cái bản ruột mà nghe không hay luôn. Bỏ lâu. Đi ba cây rượu độc quá. Chiều nay mình uống rượu khác đi. Hả? Rượu hàng. Ngủ. Không, cái bàn đó Thánh Liệu không uống ca. Chiều nay là uống rượu kháo, kháo ngoài làng nha. Làng sao anh Vũ? Ừ? Làng sao? Rượu kháo ngoài làng là rượu đó là đặc biệt dành cho nam giới. Bạch tròn mà. Trên 18 tuổi. Mấy người uống? Trên 18 tuổi hả? Ở đây đẹp quá. Em 40 uống được không? Hả? Em 40 uống được. Đã nói là trên 18 thì có nghĩa là 80 uống vẫn được. Ở bên đó hiện tại là mình thả cá gì anh Vũ? Hiện giờ là cá điều hồng nè, cá hường, cá tây thượng, cá sặc gằn, cái gì nữa ta, có cá cha bên nữa là tới 5 thứ cá, cá mắc cổ, rồi cá cá chấm cỏ nữa là hiện giờ ao đã 6 thứ cá. Cái này là anh lấy đất lên vậy là nó sâu dữ hả? Hiện giờ nó tầm khoảng từ 4 mét đổ lại mặt nước nha. À, cũng dữ à. Ừ. Có thả con cá gì được rồi nó ăn ốc đó. Kêu bằng cái gì? Chừng nào anh ba anh tát ao quá. Anh thả bên đây là 4 con, bên đó 4 con. Cá móc với lại cá hô. Cá hô hiện giờ là ngoài anh ba là không 7 kg. Người cá gì mà họ mình gượt bắt cá đó đâu. Con cá đó lẩm gẩm mà thịt nó ngon dã man luôn á. Cá chấm ốc phải không? Chấm ốc. Ừ. Mà hiện giờ đây là mới có chấm cỏ. Thịt ngon quá chừng luôn trời. Ừ. Ăn cá nó ăn ốc phải không? Là mình để tên nó. Ủa đợt đó có anh ba lên mà phải không? Sạch trơn luôn á. Không nuôi con cá đó có lợi đó. Tại vì ốc cua vàng nó ăn á.
cái bờ kè này ha, là từ ở đây ra trước ha, là anh lấy cái thao xuống hơn là khoảng 4 kg ấp á, mà mỗi khi mà có ẻm xuống gầu đó ha là không còn đi. Đây ngoài lụm được 4 con, 5 con ăn hết luôn, ăn sạch trơn. Vậy nó quậy hai cái dụng nhớ không? Ừ. Cái đó mình mua, mình nuôi, mình thả lên ruộng, nó ăn ốc bùi vàng hết trơn anh Vũ. Con cá đó đó. Đúng rồi, ăn ốc bùi vàng hết trơn. Vậy ha. Thiệt chứ bộ. Mai bố mình mua ba cái đồ thả. Phải có thả ha. Ừ. Mà cá thịt ngon, không thua gì cá chẽm đâu nghe. Ừ. Nó béo mà nó thơm. Mà nó là thứ già là con. Thả, con sống với thứ liệu đó thả. Nó càng lớn là càng thả lớn. Người ta bắt hết à. Ví dụ như trong cái khu ruộng của mình làm cái bờ bao á anh Vũ, mình thả chừng chục ngoài 20 con gì đó. Được, trong cái khu của mình thì được. Là mình đâu có tốn tiền xịt thuốc ốc, nó ăn hết trơn à. Con đất chưa? Chưa. Con lúa ở đâu nữa? Chưa. Ê. Nói gì thế liệu, xúc chăng là đồng của mình mà. Đúng rồi, thiếu. Trời ơi. Gắn hầm đu đủ, thấy đu đủ không? Thấy này. Cái này cảm giác như mình ăn ở dưới ghe vậy đó. Làm kiểu này, kiểu này mau hơn anh Vũ à. Đúng rồi đó. Đó. Con ghe mình cỡ này lạ. Cái này muốn nhảy thoải mái. Rồi, hiểu qua cái đó. Lộng. Có lẽ. Hợp lại. Sao nào? Cái ghe bự quá lớn à. Cái này là tả lắm. Đó, cái xà lan. Cái này thì mất phải ăn được không? Làm giống gì luôn. Cái bè này ngồi cả hai, cả 4 bàn. Trước cả 40 người á. Một bàn, hai bàn. Cả 6 bàn cũng được. 4 bàn. 4 bàn. Giống thơm thang này. Ừ. Từ đây là 1 bàn. 2 bàn. Nếu mà gọn gọn nữa tới 6 bạn, 5 bạn. Mở rồi. Chuột xào lắm. Cắn hầm đu đủ. Còn món cá kho với thịt kho nữa là gia đình mình nhập tiệc. Cảnh quá đẹp. Ok Bồ Tát. Đâu con cọp đâu, con rồng hả? Nữa ta, sáng giờ. Con tủ á, bà tỏi có còn không? Quay sao? Bây giờ mày hết không? Ừ. Anh ngồi phía bên đây cho, anh làm việc này. Anh vũ kem nè. Hình như là cái chén trên không có đũa hay gì á. Kệ đi, hồi em ăn sao mà. Rồi gia đình mình nhập tiệc đi. Rồi. Mà cô chú ăn cơm nha. Ăn cơm mà mời cô chú đi. Lai dài, lai dài. Mời nhà trong bữa luôn nha. Mời cả nhà trong cơm luôn nha. Ừ. Mời cả nhà ăn cơm luôn. Mời cả nhà uống ngứa mặt luôn nha. Mời cả nhà dùng mặt luôn nha. Mời ông bà cô chú ăn cơm nha. Làm luôn. Mời cả nhà ăn cơm đi nha. Vô vô. Mời chú ăn cơm con. Mời cả nhà dùng cơm nha. Kém gì vậy? Vô mời dùng lúa mạch luôn hả? Vô luôn. Mời cả nhà dùng lúa mạch luôn cả nhà. Mời anh mà anh Vũ với chị Kim Cương ăn chuột xào lá cách nha. Thôi đủ anh cắt dễ mẹ không. Bồ tỏi nó cây đu đủ tôi trồng mà cây đu đủ tôi bị dắt để ai xào chuột mà ngon thế hiền á. Gì hả? Đi ba niêm ạ. Hèn cứ biết chuột này nè, ngon nhất là gì không? Dạ. Chuột xào này nè. Ngon nhất là chuột với lá cách. Có gì đâu ngon.
Mày lấy cái dĩa không mà kêu ngon không biết ăn nó làm sao chị tự. Để mày ráng lại nghe con ăn nói gì. Ở trên nó có dư cái muỗng nào không, chị xin cái muỗng á. Nói vậy chứ ở đây chuột cũng nhiều lắm anh Vũ. Ở đây chuột cũng nhiều lắm. Xiên bắt mới có. Thôi. Mấy cái mô á. Bên đó đi còn gọn không Vũ? Gọn lắm. Đóng. Còn nhiều lắm á. Mình bắt mà chiều nay lặng quặng tôi chịu không dám á. Cái gì bắt đầu từ đây ha. Quánh vòng ra tao lộ. Đi qua bển quánh vòng trở ngược lại giáp cái điểm xuất phát đầu tiên hồi nãy. Tao chịu. Tao chịu không rồi. Được. Nói cho ở đây anh em biết sao không? Chú tu á là công việc chú tu khá là nhiều. Có nghĩa là làm đây là trong vòng 10 giờ là phải về đi rước con nè, nấu cơm nè, giặt đồ, lau nhà. Để bà xã là đi làm ở với cô Hoàng á, chiều mới rước về. Có anh em. Không có anh em. Thành ra là gia đình của chú tu có 3 thành viên thôi. Và vợ thì đi làm rồi. Vừa mà vừa nói chợ luôn á. Vừa rước con nữa. Chú tôi có nói chiều chú tôi lại chơi. Đây nãy có nói rồi, rồi bận công chuyện chiều lại. Sao giờ chiều lấy vô mà. Ừ. Nãy có nói. Không mà trong chiều nay á, chiều nay cái nghĩa là rước thu gì rồi, phải là vô nhà đồng. Đúng rồi, chú tôi chiều nãy có nói. Nãy có em có kêu ở lại ăn cơm đó, chú tôi nói mắc rước rồi công chuyện gì nữa. Chiều chú tôi mới lại chơi ở đằng nhà lớn anh Vũ đó nha. Gì đâu cơm. Ngon lắm. Thầy Vũ ngon lắm. Hồi nãy nghe nói cái này cũng ngon lắm á. Ăn nhiều vô con. Hồi hôm mắc mưa trời ơi, nôn ruột hết trơn, sợ của men nó lạnh. Men lạnh. Cái xương này ở đây thì được tôi thẳng luôn đây luôn nha. Cho mấy em ở dưới, mấy em sửa hả? Ừ, sửa. Chị xanh sữa chị ba không ăn gắng rồi cảm ơn tên thôi chị ăn chuột. Ủa cái ly chỉnh của anh hai hả anh hai? Anh xài loại kem chống ô kem tấm trắng à mong hay với anh. Ủa anh Bình không vô hả? À chị gấp vô đi cho nó tỉnh. Em mà bắt chuột nhóc chị đừng lo. Vô nó cay quá. Ủa bây chiều nay mà không có mà chuột nó mẻ là chuẩn bị mua cho tôi một kẹo đi. Tôi khóc à? Dỗ tôi. Hồi nãy chị có chừa lại trong tủ lạnh rồi. Ừ. Ngon quá. Caramel nó chảy cánh nào. Có bữa em ăn cái trái ngâu gừng đó. Rồi anh em ngồi ăn mà em đứng em chịu không nổi. Nói chung là em nó nôn ruột nôn gan chưa? À, từ hồi đi quay tới giờ là có lần đó là em chịu không nổi luôn á. Nó đói mà nó đói kỳ cục, nó đói muốn ăn không à, nước miếng nó chảy nha. Chảy được vậy. Ừ. Mà hình như bữa đó là nghe nó là ăn trái đó nghe là tăng tăng đúng không? Nó hơi tăng tăng nhưng mà nó đói bụng dữ thằng lắm. Nó đói bụng. Nó dữ. Nó sao ngộ hả? Nó nhẹ hơn trái giác. Nhẹ hơn trái giác nhưng mà nó có cái hậu ngọt ngọt chua chua. Không, cái đó ăn đừng nói. Mà qua sao liệu ăn hai chùm nó có gì đó. Không, cái lát nó giống nó dầu thiệt. Rồi đi. Dạ. Lấy lưỡi á. Dạ cao lên anh ơi. Nó tê tê cái lưỡi. Mình vô cái cho mạnh đi. 2 3. 1 2 3. Cạn nha. Cạn nha. Cạn nha. Cạn nha. Ủa dư ly gì đó hả? Ủa nãy giờ quên có con trà dư ly. Dư ly cho xin ly đi. Nãy giờ mình còn quên nữa anh Vũ ơi. Còn quên anh Sơn với anh Sang. Đúng rồi. Rót ly bia mời anh Ngọc Sơn coi. Đến chủ mời Ngọc Sơn nha. Ở đây bên đây mình cho một ca nữa kìa. Bởi vì nãy giờ học hai mà đầu hỏi tát bởi vì tin gu kìa. Mọi người ôm cái chân lấy gì đâu hỏi nữa. Hồi nãy giờ uống thì nó đâu có sủi bọt thế này mà nghe nó mà Tấn Vũ mà mời Ngọc Sơn với ca sĩ Thái Sang là phải nói là bắt đầu nó sủi bọt lên. Mà anh Sơn, mời gia đình của anh Sơn, mời gia đình của bạn Sang nha. Mời cậu Mợ luôn. Dạ. Lâu quá không gặp cậu Mợ. Nhớ cậu Mợ à, nhớ cái mấy cái cọng râu của cậu á. Vậy là dứt cạn luôn anh Sơn.
mạnh đô dữ à. Rồi mình vô cái gan gắn chấm nước mắm luôn. Ok. Bạn Sơn uống gì đâu, có thằng có người nằm đồ ảnh đó. Bảo không? Chị chưa niêm mà chị mà nó ngon cỡ đó đó hả? Không, cái đó chị nói thiệt nghe, nãy giờ hả toàn là hỏi con Hiền coi. Hiền nó xào đó chị bỏ đại vô ghê. Vừa nó vừa ăn cho Hiền. Ngon rồi đó chị, vừa ăn rồi. Thôi chị không niêm lượng. Cái nó lại nói cái gì bỏ đại. Có thấy không? Bên nói cái gì bỏ đại? Bên gì? Bà thôi. Gì em nói chuyện đó bỏ đại vô. Đại thấy luôn. Anh hai luôn nè. Qua đây anh Bình bị cầm hơi chịu không nổi, nghỉ sớm rồi cả nhà. Đó cái chảo này không sôi ta. Mời cả nhà mình dùng bữa với gia đình mình luôn nha. Với anh chị luôn. Rồi xong rồi. Kệ nãy giờ ăn nắp là để nắp ăn thôi chứ gắn điện cũng như không có đi. Gì xảy ra luôn á. Có. Đấy, có mà. Hồi nãy giờ ăn rồi mà. Đúng chưa? Trả rồi mà. Đi đơn hai đi. Gắn cho mình nhé. Buồn mà buồn hết ba. Buồn nhất cho đỡ buồn lên. Ủa bà Hiền. Trời Nam góp cái gì mà giữ đi Nam. Cái tấm. Vô anh hai. Dạ cao cao lên thôi. Dạ cao lên hai ơi. Ừ vậy thôi. Mình không tới được rồi. Anh tắm nước á. Cái gì? Dạ cao cao lên anh hai dừng úp ơi. Chọc quay. Chọc quay nha. Chọc quay với anh đi à. Gặp anh bạn anh đi. Anh đi, chuột chạy sau lưng. Anh đi, đi chuột đây nè anh đi. Chị xin kêu em cái. Nó thấy già quá kêu anh. Ai biết nhỏ gì gì đâu. Cái kia nữa cũng giống như này. Nó được ăn nước gì? Phục vụ. Phục vụ cho anh. Phục vụ cho anh hai. Phục vụ vậy còn muốn gì nữa? Cái nào là giờ thả bút cá hồn xuống rồi thôi hết bạn. Thế liệu. Múc nước đá cho anh ba. Anh hai. Thằng ăn cam tâm chưa? Đâu có được rồi. Anh không gì? Em phục vụ cho. Cá hồn bảo. Cho em nam một đĩa. Đó vô đếm ăn cá tạp. Cho em nam góp luôn. Ở bên đó mua 200 cái rồi em. Cản. Anh này có em. Cỏ. Không, bên đây có cá nheo. Cá nheo. Bên đây có cá nheo sinh. Cá nheo á. Mình nói cá đến 10 gram cá chèn. Ủa cái gì? Cá lăng. Cá lăng á. Giống như cá lăng. Mà con cá đó ha mà nó đủ tuổi ha. Mình để mệt không mà bữa nay. Ăn là cái con cá chấm ốc là coi chừng không lại á. Ông, em hiện tại trên bờ cũng có con cá nheo nè. Bây giờ ha. Mới mẻ hết có đánh được. Bây giờ có chuyện gì nè. Cho hai nè. Có nghĩa là anh em mình cứ vẫn duy trì dù bất cứ một trường hợp nào. Đó. Rồi cá nheo của anh đúng 7 kg anh bắt lên bữa đó để mình đọc cái. Mà hiện giờ nó khoảng chừng được 1 kg rồi. Còn 6 kg nữa. Là ý là duy trì á, cái câu duy trì á là sao á. Duy trì thì có nghĩa là em phải vậy đó. Đủ mạnh mẽ, đặc biệt là cái sức khỏe, nghe chưa? Biết ai. Đừng có cái kiểu mà thấy anh em chạy rồi chạy sọc 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 theo thở rồi khịch ra là cái đó không được. Đó, do đó là giữ gìn sức khỏe đó. À, để đợi con cá nheo anh 7 kg ăn. Được, không có 7 năm nữa không? Theo bà sự tính toán đó, là khoảng 40 năm thường cá nó lên sẽ 7 kg. 40 năm nữa em tám mấy tuổi em đâu đi quay nổi nữa đâu mà em, lúc đó biết còn sống không nữa. 40 năm nữa là có 20 năm à. Mới 20 năm rồi. Thêm 20 năm nữa. Là 40 năm nữa thì có nghĩa là 40 năm nữa. 40 năm. Có 20 năm nguyên thôi. Hiểu rồi. Ừ. Không được cân nhiêu tuổi? 41 rồi. 41 61. 61 là còn nhai được nha. Còn mấy lúc đó mà gan có rụng thì anh kia chị ba mua cái máy quay sinh tố về quay qua đầu lấy hút hút. Ok. Dạ, ý anh Vũ nói là cả nào cũng anh em chơi tới già mới nghỉ á cả nhà. Nói ngắn gọn vậy thôi. Mà ông nhai không được thì lấy máy sấy sinh tố đó. Ừ. Sấy nhự để ông hút vô. Sáu mấy tuổi chứ đâu. Mình có hai nồi ông hút. Lúc đó em sáu mấy tuổi anh ba cầm gậy gung vậy thôi mà. Rồi Thanh Liệu đi sao? Sáu mấy tuổi Thanh Liệu nè đi sao? Lúc đó thì anh chắc quay lấy ông hút qua sinh tố. Quê nghe nè. Quê. Không. Có đợi tiền bò uống hai nữa nha. Hút vô ơi. Nước nè vô ơi. Vô cái mới quê. Vô. Vô.
Ủa sao không sung chân ta? Liên rồi cái này. 1, 2, 3, luôn. Ủa Sang ơi, Út Ba Sang ơi, Út cậu ơi, mọi người. Nói chung ra là không có cái gì vui bằng cái tình anh em mà chơi từ nhỏ mà tới lớn tới già được luôn á. Gặp nhau ngồi nói kể chuyện xưa vui lắm anh Vũ. Trời ơi, có những cái không thể nào lấy tiền được. Ví dụ như giờ cái phong cách, phong cách là viết cách ai ở. Có đôi khi là thí dụ mình có bao nhiêu tiền mà phong cách tác phong mình không tốt thì rất là đơn độc đó. Mà có những cái phải nói là không thể dùng tiền mà mình mua được, nhưng mình phải dùng chân tình để mà đấu đẩy với nhau chặt thì cái đó là chặt quý còn hơn tiền. Vì cái thí dụ như giờ khi người ta mà không thích mình rồi mình cầm tiền lại luôn, thôi mình đi châu đi đi đúng đúng mời đếm mời đếm. Do đó mình ở đây là thật hay nhưng chặt có một cách đơn giản thôi là cái chân tình có gì mua được tự mình tạo ra. Còn có cái bình lớp tốt, cái bình lớp tốt mà cái thằng đó ăn nóng không năng dụng nó dần 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 không biết ai chỉ năng dụng bỏ vô miệng xong rồi cái này như nào cái đó nó tiếp 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 rồi anh cũng làm thế án nghe chị bỏng thiệt nghe chị con còn đầy chén nên ba không đổ bia vậy hết bia hả hết rồi không mà em cũng hy vọng sẽ tới cái ngày đó và anh cũng già mẹ em cũng được già còn bởi vì cái đó lý do tại sao anh nói vậy mỗi khi anh nói như vậy thì nó có điều có một cái nguyên nhân và lý do sống vui sống khỏe mình có hứa với ai đó là sẽ tới cái mốc thời gian đó thì mình phải nhớ kỹ rằng mình phải bảo vệ mình để đến ngày đó liệu không muốn đến trần lắm hả đi mạng của mình đó rất quan trọng có nè đó là cái gì bất cứ cái gì thứ nhất là em tiếp vui vẻ bất cứ ở em tiếp hết một chai nè ví dụ như gì những chuyện gì mình có thể mình để trong đầu mà có những gì mình không đâu ra đâu thì cứ để ngoài mình để trong đầu nó mệt lắm bỏ qua không bớt mớ cho nó khỏe người ha bộ não mình có chút xíu rồi nè mà chứ quá tải đâu được thấy không giống như một cái ghe chở lúa nhiều quá thì nó bị chìm anh lấy một cái ví dụ cái nồi này nè nó chỉ chứa khoảng 2 lít nước thôi mà cứ có 3 lít nước đổ hết vô đây thì nó phải tràn thôi thì do đó mình phải loại ra bớt nói chung ra thì mình thích anh Vũ là một cái là anh Vũ nói chuyện nghe rất là hay cả nhà mà nói xa xa lắm ông bà cô chú ơi nói không có nói gần bởi vì đang tiếp khách ở xa mà nói chuyện gần sao được không vậy nó bỏ khách từ Sóc Trăng lên đây mà 110 cây số mà mình phải nói xa xa cả đó mới được chừng nào mà láng giềng thì mình nói gần hồi này ở xa mình phải nói thôi nói xa bỏ nước đá không cưng anh chị rất cảm ơn mà Mỹ Lan nghe bây giờ công việc là phải nói là khá là bận rộn nhưng mà em vẫn sắp xếp đến nhà của anh chị nhưng mà không phải riêng em nè tất cả là mọi thành viên ở đây nói chung là rất là nhiều anh cảm ơn hơi sớm rồi tụi em đâu có định này, em ơi về đâu định ở tới tuần sau mới về mà đợi đi cuối tuần đi hả cảm nhưng ơn mà giờ nhưng mà giờ nào có Mỹ Lan để xin phép đi cưng giờ nào mình nhớ mình nói à để thôi nếu mà cưng có điện thoại cũng liệu gì là xin về đây mình quên rồi không nói đâu mình mới về anh Vũ cảm ơn sớm quá cùng cái anh hai chưa gốc cái này là anh em nói chơi cho vui với cả nhà nghe cầm anh hai mai tới chiều anh em về giờ có việc đi đâu mai mốt làm phục vụ anh ơi ê biết ta có chịu không mà nói đó ba không chịu gì hồi tối gì anh Linh nằm mà nghe tiếng anh hai ca là bật lên ủa anh hai gì hết trời nhắc năm ca với tôi luôn á trời giúp ca không chịu nên bài đạo giáp ca xong ca với kim cương luôn mới chịu à đâu có em phải nói như thế này là giáp xong ca với chị vậy chứ cũng như là cái thằng không nhậu mà kè cái thằng nhậu vậy thằng nhậu té lên té xuống là gặp tới là nghe nó sao không hiểu luôn cái thằng mà không xỉnh á thằng mà vẫn nó muốn té ngang theo luôn em hồi lỗi xong không đi tắm xong không cái khúc mà
nhạc đang lên đi nhanh á, cái tự nhiên cái thấy anh hai lớn rồi mới à. Ở này cô Nam ổng kêu chị ra đi chị, ra đi chị. Em gắng lắng nghe. Rồi, ủa, rồi, im cái rồi, rồi im chị ca đi chị, chị ca đi chị. Mà hát là câu nam mà kêu mình ca à? Tập bé cũng hát nhá. Bữa nay ca làm gì? Ăn gắn hoài anh này thấy ai? Cầm đũa để xé rồi nó bực. Ăn gắn hoài hầm xài ngon hoài, ngon hoài. Cái này bữa nay đu đủ ngon. Cô chú bình luận nói sao biết không? Chuyến này anh Vũ với chị Kim Cương bị gắn quấn rồi, tại thấy bắt nhiều quá trời á. Hồi sáng là anh Thu điện cho tôi đó, nói có đi bắt không, Di Cùi đó, nói tôi bắt vậy, tôi lại đây trên Đồng Tháp nữa. Sao mà đưa lên Đồng Tháp dữ vậy? Bắt sao gì vậy? Có ông anh cắt lúa đồng 7 cây dừa đó anh Vũ, anh Thu quá. Cắt là mấy cắt là có anh em bắt là gom lại nghe, gom từ 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 lại cho anh em bắt. Chuột chạy là hạ hàm xuống chặn lại à. Cái bạn mà lúc trước mình ngồi trong cái rừng dừa vậy. Đúng rồi. Vô ăn đó. Đúng rồi. Bữa đó Kim Cương làm một chuyện trọng đại đó. Hạ ca. Đúng rồi, anh Thu á. Bữa mình móc lương á, anh Vũ xuống có mời lại ăn cơm trong cái rừng dừa. Ờ đúng rồi. Đây mất tôi hả? Mà nãy giờ tôi nhớ tôi làm được. Dạ chay đó con. Dạ chay đi, họ bắt ba cho ba cái nắp kia. Dạ. Dạ thì gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Thì anh Vũ với Thanh Liệu với Bồ Tỏi còn làm lay gai. Mấy anh em mệt nghỉ trước rồi. Thì chắc hứa cả nhà lại là buổi chiều anh em đi săn bắt nữa. Coi tình hình buổi chiều tuần sau. Buổi chiều chúng nữa rồi. Video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú. Con chào bà cô chú. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.